miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. Hôm nay là lễ khai đàn tràng dự sư dược sư ở chùa Vân Sơn. Và đây cũng là nơi nghệ sĩ Bình Tinh sẽ biểu diễn tại nơi đây nha cô chú anh chị. Ồ, Diệt Trinh, chị Diệt Trinh. Đây là diễn viên Diệt Trinh nè cô chú anh chị ơi. Diệt Trinh á, Diệt Trinh. Đứng chỗ nào đó để cho nó ảnh hưởng tới chạy Diệt Trinh kìa chạy. Diệt Trinh. Đó. Mình không có. Đúng rồi, báo lấy thiêu. Đây là diễn viên Diệt Trinh nha cô chú anh chị. Nhạc này bị bản quyền không? Chị né cả chị cứ đứng trước mặt tôi ghét luôn á. Có nghĩa khi mà ngoài kia mà họ cúng dưỡng này mình che cái mông này nó hơi mặt cảm à. Cái nhạc này có bị bản quyền không? Cái đàn đờn nè, cái đàn đờn này nè, có nhiều nhạc chùa đã có à. Nhưng mà em không sợ, em chơi nhạc không? Mình chèn được vô không? Em chơi nhạc không? Không, em chơi nhạc không? À, nhạc nhưng mà bản quyền cũng được hả? Quỷ hết à. Bạn biết sao mà anh mới chia sẻ anh sao anh nói tiếp thấy đầu Phật tử tận nguyện sinh Phật danh diệu thiện cùng các vị ca sĩ à, ở đây là nghệ sĩ Bình Tinh sẽ hát ở đây ha cô chú anh chị. Thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời cầu Phật tử của cô Phật tử diệu sinh Nam Mô Đà Phật quan nghĩ quan long để dùng nước. Ở đây là chùa Vân Sơn ha. Chùa Vân Sơn. Anh Định ơi, anh Định cho em chụp hình với anh Định. Anh Định cho em chụp cái con. Ai vô đây ở trong đó chạy ra đây là em hả? Thi Anh Thanh vừa tỉnh hoài đâu, anh Thi Anh Thanh mời anh đến máy ghi âm để anh cần để chuẩn bị làm à, lễ. Nghệ sĩ Diệt Trinh cũng đã có mặt ha. Hả? Anh Thi ừ. Không, cứ lấy Thi. Cái máy em nè, quay. Nè, quay đi à, nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đang tổ chức chúng con được hân hạnh được đón tiếp Hòa Thượng Thích Huệ Phong, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành tỉnh Bình Dương vừa đó là chúng con đi đầu mấy tỉnh Hòa Thượng Lan Lan Cư Trưởng Hội Nghĩa. À. Ê Âm Thanh ơi, Thi ơi, Thi ơi. Trời ơi. Này mới thấy phải không? Này mới thấy phải không? Lên sớm như vậy ta. Đi sớm như vậy. Mới tới luôn á.
Đi mới sớm hơn đây á. Dạ. Em ở Sài Gòn anh ra mình sớm. Anh mấy ông quen mấy ông này cành ghê lắm. Mấy ông này cành ghê. Mấy ông này mà chị Bình Tinh gửi đang gần biết rồi. Em còn đồn cái ở dưới Thủ Đức kìa. À, Thủ Đức. Vừa tự nhiên khảo cái gì? À, bữa bữa kia. Cứ quay dài. Không, nếu dài thôi cho cái cây, cái tôi làm cái mẫu này. Cầm cái máy này nè, chị quay. Đó. Tắm mình về tinh tối hả? Chị quay 20 mấy phút. Coi này coi mày cầm đi tao lại lại mẹ con hàng quay thằng cúng lại trên tao đi quay mày cầm của chùa rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chùa Vân Sơn ở Đại Lộ Bình Dương ha. Chào anh Phong nha. Ôm biết đâu. Không dẫn đi, nó dẫn rồi kìa. Anh tính đi vòng vòng kiếm đường xuống đây giờ bỏ nó nhà đi dẫn ra kìa. Mà cho địa chỉ đâu không biết đường địa chỉ đi đi. Nó không biết địa chỉ. Nó không biết á. Giờ dẫn game cải nó đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các học nữ và những người thương công đức cũng như là quý các lãnh đạo chính quyền đã vào chùa, về chùa.